Tập 11. Giết nó, giết nó. Dư què, đại ca ta mà bị làm sao thì thằng Quắc mày cứ chờ đấy, đi gặp đại ca bám mụ của mày đi. Tại lúc đó tôi sốt ruột quá, đám quân giải phóng như sói vồ mồi, tôi mà không cho nổ cầu chúng xông đến, xong cái mông. Ông đây đã định ở bên này xông liều mạng với quân giải phóng, chờ đại ca ông, vậy mà mày lại đi cho nổ cầu. Chẳng lẽ ông đây không biết cho nổ cầu sao mà cần đến mày? Thôi được rồi đấy, không có tin tức của tư lệnh Sa cũng coi như là tin tốt. Ý hay là sao? Nếu có tin tư lệnh Sa vẫn chưa về núi Bạch Lang thì chỉ có một khả năng, đã bị quân giải phóng bắt rồi. Lâu như vậy còn chưa về, khéo là có khả năng đó thật. Giờ tôi xuống núi nghe ngóng xem sao. Tư lệnh mà bị quân giải phóng bắt đi thật, tôi đây liều cái mạng này đi cứu tư lệnh. Phải, liều mạng cứu tư lệnh Sa. Đại ca, tư lệnh, tư lệnh. Cha không sao chứ? Cha vẫn khỏe mạnh đây thôi. Cha không sao hết. Cha không có gì hết mà, đừng lo. Nhưng tiếc quá, lão nhị à. Đại ca cậu làm mất một khẩu súng rao nin rồi. Đại ca, người về là tốt rồi, mất cái gì không quan trọng. Bọn em còn tưởng là bị quân giải phóng bắt rồi. Lão nhị, không phải tưởng đâu. Đại ca cậu thực sự đã bị quân cộng sản chỉ súng vào đầu rồi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một người đẹp từ trên trời rơi xuống, chỉ súng ngược vào cộng sản. Kỳ lạ chưa? Tên cộng sản này lập tức biến trở thành tù binh của tôi. Ai vậy cha? Hình như là người của đặc phái Côn ngày đêm muốn giết Hồ Dương Lâm. Bắt được Hồ Dương Lâm rồi. Chuyện tốt. Tôi là Sa, tên phản đồ đó đang ở đâu? Tất nhiên bị nhốt ở phòng giam rồi. Đặc phái Ngô, vui không? Cậu thấy tiếp theo nên xử lý Hồ Dương Lâm như thế nào? Cứ gặp tên đó rồi tính. Đây là ai? Chẳng phải tên què đó sao? Hầu tử, chuyện gì vậy? Tư lệnh, tên chết tầm này dám cho nổ tung cầu. Bọn em lo anh không về được cho nên mới. Tư lệnh Sa, xin anh cứu tôi. Tên què, cho nổ cầu ư? Cậu muốn chặt đứt đường lui của tôi sao? Hầu tử, tha mạng cho nó đi. Tư lệnh à, các anh em, Mã Mù đã chết rồi. Các anh em núi Lạc Đà cũng bị quân cộng giết hết, chẳng còn mấy ai. Tên Dư Què này sau này sẽ là anh em chung hoạn nạn với núi Bạch Lang chúng ta. Tư lệnh Sa rộng lượng phóng khoáng, Dư Què tôi thực sự thấy hổ thẹn. Từ đây về sau, Dư Què tôi đồng ý giúp mọi người kêu gọi các anh em còn lại của núi Lạc Đà một lòng đi theo tư lệnh Sa, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng không từ. Tốt. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cởi trói. Sau khi đại thiếu gia mất, căn phòng này vẫn luôn để trống. Tư lệnh nói không ai được phép ở phòng này. Thiếu phu nhân bớt đau buồn. Thiếu phu nhân, tư lệnh đã dặn cô hãy tạm thời ở lại phòng này. Nơi này có tên là Động Thông Thiên, là nơi an toàn nhất trong núi Bạch Lang. Chỉ có tôi và mấy người thân tín của đại ca có thể đến, nhưng người khác không ai được phép bén mảng. Không có anh nhầm rồi, tôi ở đây càng khó chịu hơn. Tôi muốn ở cùng với em gái Xuân Tuyết, con bé cũng tiện chăm sóc tôi. Vậy cũng đúng, để tôi báo lại với đại ca đã. Không cần đâu, nơi này không khác gì âm tào địa phủ với tôi. Cả người nổi hết da gà. Dương Hồ Lâm, lâu rồi không gặp.
Đây chẳng phải đặt phái viên Ngô thành công sao? Anh đến tận nơi thăm tôi như vậy làm tôi thật ngại quá. Dương Hồ Lâm, không yên phận là một tiểu đoàn trưởng của quốc quân, lại chạy đi làm một tiểu đội trưởng nhỏ nhoi của quân cộng, sao phải khổ như thế? Nhìn tình cảnh của mình bây giờ đi, có đáng thương không? Cậu nhớ lấy cho tôi, ngươi phản bội đảng quốc, không ai có cái kết tử tế đâu. Thực ra anh còn rõ hơn tôi, cái đảng quốc anh đang tượng trung đã mọc ruộng từ trong xương rồi. Một đảng quốc như vậy liệu có được lòng dân không? Dù cho tôi có chết cũng sẽ được chết dễ dàng. Các anh sống như là chìm trong đống bùn lầy hôi thối. Một nhân tài của quốc đảng như cậu thực sự bị quân cộng lợi dụng đến thế này sao? Thật là thương tiếc. Đừng tưởng quân đảng quốc bại trận một lần là sẽ bại trận mãi mãi. Chẳng bao lâu nữa tổng thống tưởng sẽ nắm được Nam Kinh, giật dậy đại lục, giật dậy đại lục. Giành lại được thì sao? Chiếm được lòng dân mới có thiên hạ. Hồ Dương Lâm, tôi cho cậu một cơ hội nữa. Chỉ cần bây giờ cậu đồng ý hợp tác với tôi, cùng nhau dẹp bỏ đoàn kỵ binh quân giải phóng của thành Cổ Xương, tôi đảm bảo sẽ nói đỡ cho cậu với cấp trên. Đến lúc ấy sẽ không truy cứu chuyện cũ, bắt tay tiêu diệt đoàn kỵ binh. Cậu vẫn sẽ thành công thần của quốc đảng. Thế nào? Nực cười. Thằng quắc này đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chán sống sao? Đặc phái viên Ngô, cậu chưa bắt đầu thẩm vấn đâu, anh đừng có đánh chết anh ta. Sa tiểu thư nói đúng lắm, không thể đánh chết cậu ta thật được. Thằng quắc này biết được không ít bí mật của tiểu đoàn kỵ binh. Phải rồi, Sa tiểu thư Sa lại mang cơm tới tận đây. Phạm nhân thì cũng cần ăn cơm chứ, không thì lấy đâu ra sức mà khai. Anh thấy sao? Sa tiểu thư nói cũng có lý. Được rồi, hôm nay tôi đi trước, hôm khác lại thẩm vấn anh ta. Sa Lý Hồng, cảm ơn cô. Anh đó, sao sao biết Ngô Thành Công đang ghim mình, sao còn đã kích anh ta? Anh thèm đòn sao? Thực ra tôi đang cố tình kích bác anh ta. Tôi chỉ ghét cái dáng vẻ khẩu Phật tâm xà của anh ta thôi, nhìn mà buồn nôn. Được rồi, mau ăn cơm đi. Cái tên Hồ Dương Lâm kia trước đây không ranh mảnh như vậy đâu. Từ sau khi đi theo quân giải phóng, bắt đầu ăn nói cạnh khóe, khiến tôi tức tới mức chỉ muốn giết quách đi cho xong. Đặc phái Ngô, với một người sắp chết, anh không thể tính toán so đo được. Anh để cậu ta sống thêm ngày nào, đó là ban ơn cho cậu ta rồi. Đặc phái Diên khi nào thì xử lý Dương Hồ Lâm? Để cậu ta sống thêm mấy ngày, phải moi bằng được thông tin có giá trị từ miệng cậu ta, như vậy là tốt nhất. Nếu cậu ta thà chết không chịu khai, tôi đây sẽ tiễn cậu ta lên Tây Thiên. Người như Hồ Dương Lâm phải mau chóng giải quyết. Lúc cậu ta lên núi chắc chắn đã biết bộ trí phòng vệ và tuyến đường của chúng ta. Để hắn sống sót, hậu quả khôn lường. Dương Hồ Lâm đã rơi vào tay tôi, mặc kệ thế nào cũng chỉ có một kết cục, đó chính là chết mà thôi. Lão nhị, đại ca cậu làm gì trước giờ luôn cẩn thận? Dương Hồ Lâm bị bịt mắt đưa lên núi, cậu ta có thoát được khỏi phòng giam cũng sẽ không thoát được thiên la địa võng của tôi đâu. Tư lệnh Sa nói vậy rồi, tôi cũng được yên tâm. Đồng Mai, nào ngồi đi. Nào ngồi. Tìm cha có việc gì sao? Cha định xử lý Hồ Dương Lâm thế nào? Hồ Dương Lâm mà thà chết không quay đầu thì không ai có thể giúp được hắn. Cậu ấy là em rể tôi, mọi người được giết cậu ấy được không? Đồng Mai, có giết Hồ Dương Lâm hay không
cha không thể quyết định được. Con phải hỏi đặc phái Ngô. Đông Mai, nếu Hồ Dương Lâm có thể bỏ tối theo sáng, tôi có thể cho cậu ta một con đường sống. Nhưng là cậu ta thà chết không chịu khuất phục, tôi cũng đành phải ra tay. Khéo khuyên được Hồ Dương Lâm quay lại cũng là chuyện tốt. Phải rồi. Đông Mai, em gái còn ở trên núi có quen không? Cũng ổn. Khi nào thì cha đưa em ấy xuống núi? Giải phóng quân hình như còn chưa biết Hồ Dương Lâm đang ở núi Bạch Lang. Giờ mà đưa em gái còn xuống núi, lỡ con bé tiết lộ tin tức ra ngoài thì sao? Hay là như vậy đi, cha cũng không muốn làm khó cho con. Đợi đặc phái Ngô thẩm vấn Hồ Dương Lâm xong rồi, chúng ta lại quyết định chuyện này, được không? Con thấy sao? Dạ được. Vẫn còn một việc nữa. Cha, gia đình khi nào thì đưa con đến Hồng Kông? Con à, cha cũng nói với con rồi, con đang mang cốt nhục của nhà họ Sa. Con đi đâu cha cũng không yên tâm. Con cứ yên tâm ở đây đi, chờ khi nào con sinh con xong, con muốn đi đâu cha cho con đi đó. Còn việc nữa, con mà muốn em rể mình được sống yên thì dành thời gian đi khuyên cậu ta đi, để cậu ta bỏ tối theo sáng, được không? Việc này đành phải phiền Đông Mai giúp đỡ. Sa Lý Hồng, cô khác với cha cô, hãy nghĩ cách đưa tôi xuống núi. Sa Lý Hồng, đầu quân cho quân giải phóng đi, đừng phí hoài tài năng của quốc dân đảng, coi như tự cho bản thân mình một cơ hội chuộc tội. Chuộc tội? Tôi chưa từng giết một ai ở quân giải phóng, lấy đâu tội mà chuộc? Tôi chỉ không muốn anh chịu tội. Tất nhiên tôi cũng không muốn làm khó cha của tôi. Tôi và cô lớn lên bên nhau, con người cô như thế nào tôi hiểu rất rõ. Cô cứ đi theo cha mình như vậy, đến lúc ấy không ai cứu nổi cô đâu. Như vậy đi, cô đưa tôi xuống núi, tôi đưa cô đi. Không được, tôi đã nói rồi, tôi không thể có lỗi với cha tôi. Nếu anh có thể rời khỏi quân giải phóng, tôi sẽ đi cùng với anh. Chúng ta có thể đến một nơi không có ai quen biết chúng ta, được không? Ý của cô là sao? Anh biết không, lúc tôi biết anh bị cha tôi bắt lên núi, tôi đã sốt ruột vô cùng. Lẽ nào đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu tấm lòng của tôi đối với anh hay sao? Sa Lý Hồng, tôi không thể nào từ bỏ quân giải phóng. Tôi không thể nào phản bội tổ chức của mình. Tôi biết trong lòng của anh chỉ tồn tại Xuân Tuyết. Nhưng người Xuân Tuyết yêu là Mã Diệu Võ. Sa Lý Hồng, tôi đã nói với cô nhiều như vậy rồi, hai chúng ta cứ mãi không có tiếng nói chung như vậy thì cô đi đi, đừng có nói gì nữa. Sao lại ích kỷ như vậy? Tiểu Hồng, chị dâu. Tiểu Hồng, em cũng ở đây sao? Em đưa ít đồ ăn qua. Nếu không, em sợ đến lúc thẩm vấn là không có sức để nói. Khi ấy còn thẩm vấn được gì? Hồ Dương Lâm dù sao cũng là em rể chị. Em tốt với cậu ấy cũng đúng. Vậy em đi trước đây. Cái gì? Hồ Dương Lâm bị bắt rồi. Anh ấy đang ở đâu? Anh ta bị đám Ngô Thành Công nhốt trong nhà giam trên núi rồi. Từ Đông Mai, tôi thật sự không ngờ cô lại lên núi Bạch Lang thật. Tuy cậu chưa đồng phòng với Xuân Tuyết, nhưng cũng coi như kết hôn gần xong rồi. Theo lý cậu nên gọi tôi một tiếng chị cả. Chị cả? Nếu là ngày xưa, tôi còn vui mừng gọi cô một tiếng chị cả. Nhưng mà bây giờ, tôi chỉ có thể gọi cô là vợ giặc thôi. Tôi nói cậu biết, tôi không phải vợ giặc. Được, cô không thừa nhận cũng được thôi. Sao Xuân Tuyết lại có một người chị như cô chứ? Cậu đừng hòng chia sẻ tình cảm chị em chúng tôi. Em gái rất tốt với tôi, chính nó đã đưa tôi đến núi Bạch Lang. Cái gì?
Cô nói chính Xuân Tuyết cũng đã đưa cô lên núi Bạch Lang. Đúng vậy, Xuân Tuyết cũng đang ở núi Bạch Lang. Từng Xuân Tuyết ở núi Bạch Lang. Tần Đông Mai, không ngờ cô lại đưa em gái mình lên núi Bạch Lang. Còn không phải tại cậu sao? Xuân Tuyết biết cậu ở trên núi này nên cha chồng tôi mới không cho con bé xuống núi. Vậy cô nói đi, khi nào có cô định đưa Xuân Tuyết xuống núi? Hiện giờ chính mình cậu có khả năng đưa Xuân Tuyết xuống núi. Cậu hãy nghĩ cho kỹ, chỉ cần cậu đầu hàng Ngô thành công, cha chồng tôi lập tức thả Xuân Tuyết xuống núi. Cô về nói lại Sa Mã Tử với Ngô thành công biết, đừng mơ Hồ Dương Lâm tôi thay đổi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Hồ Dương Lâm, tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà. Người một nhà không nói chuyện hàng xóm. Đây chính là lúc để chứng thực tình cảm của cậu với Xuân Tuyết. Người một nhà, tôi nói cô biết Tần Đông Mai, không một ai có thể khiến tôi phản bội tổ chức, phản bội đảng của mình. Vậy cậu có thể phản bội Xuân Tuyết sao? Hồ Dương Lâm, cậu đã có lỗi một lần với quốc dân đảng rồi, thêm một lần nữa thì có làm sao? Được rồi, Tần Đông Mai, hai chúng ta không có tiếng nói chung đâu. Giờ người tôi có lỗi duy nhất chính là Tần Xuân Tuyết. Nhà chúng tôi sao lại ưng một tên kém cỏi như cậu chứ? Cô hãy nhớ lấy câu này của tôi: trước tình yêu và đại nghĩa dân tộc, tôi sẽ không do dự chọn đại nghĩa dân tộc. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Tốt. Hồ Dương Lâm, cậu giỏi lắm. Tôi một lòng coi cậu là người nhà. Cậu lại chưa từng nhận người chị cả này. Cậu sẽ hối hận thôi. Đứng lại, tôi muốn gặp Xuân Tuyết. Nó ngủ rồi, tính sao đi. Tần Đông Mai, tôi muốn gặp Tần Xuân Tuyết. Tiểu đoàn trưởng, anh nghĩ Hồ Dương Lâm đi đâu? Chắc chắn Hồ Dương Lâm đã đi bắt Sa Mã Tử. Bao lâu rồi vẫn chưa về? Có khi nào Hồ Dương Lâm bị Sa Mã Tử bắt lên núi Bạch Lang rồi không? Không thể nào. Tiểu đoàn trưởng, Sa Mã Tử sao có thể đánh thắng được Hồ Dương Lâm? Nếu như theo bình thường, chắc chắn Sa Mã Tử không đánh thắng được Hồ Dương Lâm. Nhưng mà cậu đừng quên, Sa Mã Tử là người sanh ma lắm kế. Biết đâu Hồ Dương Lâm đã trúng kế của hắn rồi. Tiểu đoàn trưởng, có thể cũng chỉ là suy đoán của anh, không có điều gì chứng thực được. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là tìm được chị em nhà họ Tần để dễ ăn nói với Tần Tĩnh Sương. Thiếu phu nhân, em hai, mở cửa đi em hai. Em hai, Ma Tiểu Lục, cậu canh giữ ở đây vì em hai của tôi đâu rồi? Thiếu phu nhân, tôi vẫn luôn trông coi ở đây mà. Cô ấy ở trong nhà suốt. Mất tích rồi sao? Cậu còn ngay ra đó làm gì? Cậu không mau phá cửa. Thiếu phu nhân, Tiểu Lục, cậu chắc mình chưa từng rời khỏi vị trí chưa? Tôi thực sự không rời đi, chắc chắn. Tôi mà nói dối, cứ cho thiên lôi đánh chết tôi đi. Thiếu phu nhân, cô nhìn kìa, cửa sổ bị mở rồi. Xuân Tuyết trốn đi từ cửa sổ sao? Khéo nó đi báo tin cho quân giải phóng rồi. Thiếu phu nhân, trên núi tàn bẫy thôi. Lỡ em gái cô sập bẫy thì mạng cũng khó giữ đó. Rất nguy hiểm. Tiểu Lục, mau đi theo tôi. Mình phải mau mò đường xuống núi, đưa đoàn tiểu kỵ binh lên núi cứu anh Dương Lâm. Sao sẽ dẫn dụ dạng
Đông Mai, em hai con chạy mất lúc nào con cũng không biết. Trước lúc thiếu phu nhân đến, tôi vẫn thấy có người bên trong. Bây giờ chắc vẫn chưa ra khỏi núi Bạch Lang. Tốt nhất là chưa xuống núi. Có ta mà xuống được núi, đưa tiểu đoàn kỵ binh lên đây thì rắc rối to rồi. Chỉ sợ Xuân Tuyết chưa xuống núi đã chết vì bẫy chúng ta đặt trên núi. Vậy chúng ta mau xuống núi tìm thôi cha. Các anh em chia nhau xuống núi tìm người. Là tiếng của em hai. Cha, hình như ở bên đó. Đi qua bên kia. Xuân Tuyết, em làm gì vậy? Em có sao không? Chị cả, mau thả em xuống đi. Em phải đi cứu Hồ Dương Lâm. Cha, mau cho người thả em ấy xuống đi. Đông Mai, không ngờ em gái con lại bị treo ở đây rồi. Như vậy không trách được cha đâu. Con bé tự làm tự chịu thôi. Tư lệnh Sa nói đúng. Cứ để cho cô ta lơ lửng ở đây một lúc cho chừa cái thói. Cha, con xin cha, thả em ấy xuống đi. Đông Mai, núi ta cũng có quy tắc riêng. Em hai của con tự ý xuống núi, đáng lẽ phải chịu phạt. Nhưng mà bây giờ ta cứ treo nó ở đây, coi như là lời nhắc nhở cho mọi người, để xem ai còn dám không nghe theo quy tắc của Sa Mã Tử ta. Cha, dù gì Xuân Tuyết cũng là con gái, hơn nữa là con gái nhà Thông gia của cha. Cha cũng nhìn cô ấy lớn lên từ bé, cha những tâm để cô ấy chịu khổ như vậy sao? Nhất Toát Mai, có cậu trông ở đây, một tiếng sau thì thả nó xuống. Cái gì? Một tiếng sau? Không được, giờ cha thả con bé xuống ngay, nếu không cha con sẽ không tha cho cha đâu. Đứng lại, nếu cha không thả người, cô sẽ giết chết đứa bé này. Chị dâu à, chị đừng có làm bừa. Chị cả, em không sao, chị đừng tự làm tổn thương mình. Câm miệng. Thả hay là không thả? Tư lệnh Sa, hay là cứ thả người đi, để mặc Đông Mai một lần. Nhất Toát Mau, mau thả người đi, sắp xảy ra án mạng rồi đấy. Xuân Tuyết, em có biết điều này nguy hiểm độ nào không? May mà chỉ là bẫy lưỡi, nếu là bẫy khác thì mất mạng lâu rồi. Chị cả, em xin chị thả em xuống núi đi. Chị cũng không biết đường xuống núi, làm sao chị đưa em xuống được? Chắc chắn chị biết, chị thật sự không biết. Chị lừa em, chị không có lừa em Xuân Tuyết. Đừng tưởng chị không biết mục đích em xuống núi. Em không có mục đích gì hết. Em chỉ không muốn ở đây nữa. Em muốn về nhà, muốn về ngay lập tức. Kể cả chị có biết đường xuống núi, chị cũng sẽ không nói em biết đâu. Em xuống được núi, nhất định dẫn quân giải phóng tấn công núi Bạch Lang, đúng không? Chị cả, lẽ nào chị thực sự quyết tâm ở lại núi Bạch Lang làm cướp hay sao? Chị cả, em không phải là cướp. Quá khứ không phải, hiện tại không phải, tương lai càng không. Đâu phải em không biết mục đích chị đến núi Bạch Lang là để đến Hồng Kông. Sa Mã Tử không đời nào đưa chị đi Hồng Kông đâu. Ông ta mà có ý định đó thật, đã không đợi chị sinh con xong. Em thấy, ông ta chỉ chờ chị sinh con xong rồi ôm cháu thôi. Còn chị, con trai ông ta mất rồi thì còn cần con dâu làm gì? Không thể nào, cha chồng chị hứa với chị, chắc chắn ông ấy sẽ làm được. Xuân Tuyết, em nói vậy cũng chỉ vì muốn chị đưa Hồ Dương Lâm xuống núi. Đúng, có thể em không xuống núi, nhưng mà Hồ Dương Lâm phải xuống núi, nếu không anh ấy không thể giữ được mạng. Mạng của Hồ Dương Lâm chị không lo được. Chị thật sự không lo được. Chị phải lo chị cả. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, chị nhẫn tâm nhìn thấy anh ấy bị Ngô Thành Công giết chết sao? Chỉ cần Hồ Dương Lâm đầu hàng, Ngô Thành Công hứa sẽ không giết cậu ấy. Với tính cách anh ấy, chị nghĩ anh ấy sẽ đầu hàng sao? Chị cả à, chị mà không cứu anh ấy thì không có ai cứu được anh ấy. Em đừng nói gì hết, nghỉ ngơi đi. Chị cả. Tiểu Lục, thiếu phu nhân, cậu nhớ trông coi em hai cho kỹ. Con bé còn trốn được lần nào nữa, cha tôi không tha cho cậu đâu. Dân, Tiểu Lục, rõ rồi. Mau cho người đóng thêm đinh vào cửa sổ.
Không thể để em hai tôi trốn đi xuống núi nữa, đã biết chưa? Tôi hiểu rồi, thưa phu nhân, tôi cho người làm ngay. Xuân Tuyết và mình ở núi Bạch Lan. Cậu Thu Liên đi đâu rồi? Một mình con bé ở bên ngoài, không khiến người ta yên tâm được. Chào cô, xin hỏi cô có gặp hai cô gái nào? Không có, cảm ơn. Mua sao đi, mua sao đi. Vừa tươi vừa ngọt, mau qua xem đi. Chào đại nương, xin hỏi cô có gặp hai cô gái nào không? Họ là chị em của tôi. Chưa từng nghe nói hai người họ, nhưng nghe nói dạo này thổ phỉ hoành hành lắm. Tôi cũng thấy lo cho mấy cô. Cảm ơn đại nương. Sốt cuộc hai chị đi đâu rồi? Xem ra chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là về Cổ Xương rồi, thứ hai là đã lên núi Bạch Lan. Chắc chắn là như vậy. Này cô gái, cô là Thu Liên cô nương đúng không? Sao chú lại biết tôi? Tôi là chú của Cát An Đoá Đoá. Tôi tên là Cát An Thuận. Quá ra chú là chú của Cát An Đoá Đoá. Chú gặp hai chị gái của cháu không? Nào uống nước đi. Cảm ơn chú. Chú có biết hai chị cháu đi đâu không? Không biết nữa. Nhưng mà tôi nghe nói tiểu đoàn kỵ binh đang truy bắt đám thổ phỉ núi Bạch Lan. Sau khi thổ phỉ cho nổ cây cầu ở núi Mã Dĩ thì chạy thoát thân. Tiểu đoàn kỵ binh không bắt được đám thổ phỉ còn lại nên đã về Cổ Xương rồi. Họ làm tốt lắm. Đám giặc sa ma tử của núi Bạch Lan quỷ kế đa đoan nên xử lý từ lâu. Hai người chị của cô khéo có khi đã về Cổ Xương rồi. Tôi nghĩ cô không cần tìm nữa đâu. Cứ về luôn đi. Chân cô bị thương sao? Hay là cứ ở tạm chỗ của tôi dưỡng thương đi. Đợi khi nào chân khỏi tôi cho xe đưa cô về. Đợi khỏi thì biết bao giờ. Cháu không sao đâu chú. Chú đưa cháu về luôn có được không? Được. Vậy lát nữa tôi cho xe đưa cô về Cổ Xương. Cảm ơn chú. Không cần cảm ơn. Cô là bạn của Đoá Đoá, cũng là bạn của tôi. Hồ Dương Lâm, da dày đấy, đánh tới mức này còn không chịu khai. Anh nghe cho rõ đây, muốn đánh muốn giết tùy anh. Nhưng nếu mong moi được tin của quân giải phóng từ miệng của tôi thì anh đừng có nằm mơ. Thằng quắc này không sợ chết chút nào sao? Ngô Thành Công, tôi nói cho anh biết, đây chính là sự khác biệt nhất giữa người với người. Người đời ai cũng phải chết. Cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng như túi Thái Sơn. Và lại, nếu tôi sợ chết thì đã không tòng binh. Giỏi, có cốt khí. Chẳng trách lúc ở trường quân đội giáo quan Thẩm Trưởng Hà lại khen ngợi cậu như vậy. Ngô Thành Công nghe cho rõ đây, chỉ cần hôm nay anh không đánh chết tôi thì sớm muộn cũng có ngày tôi khiến anh phải chịu phán xét của nhân dân. Vậy sao? Sợ quá đi mất. Nào, mau làm đi, nhanh. Hồ Dương Lâm, cậu nghe đây, bắt đầu từ giờ đến trưa mai cậu còn không chịu nói, cậu còn cứng miệng như vậy thì tôi chỉ đành đưa cậu đến gặp Mã Khắc Tư kính yêu của cậu thôi. Ngô Thành Công này nói được làm được. Ngô Thành Công, cứ giết quách tôi đi, đừng mong tôi đầu hàng. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Cứ cứng miệng đi. Ngựa con, tôi theo dõi anh cả buổi sáng nay rồi. Anh cứ chém như vậy không biết mệt sao? Sao cậu lại đến đây? Để tôi yên tĩnh được không? Vẫn chưa có tin của Hồ Dương Lâm sao? Chưa. Tôi nghĩ anh ta đang ở trong tay của Sa Ma Tử rồi.
Ý là đám thổ phỉ Sa Ma Tử đó đã giết a mã của tôi. Chúng thật là lũ súc sinh. Đúng, còn Xuân Tuyết nữa. Không biết Xuân Tuyết bây giờ sao rồi. Sao chị biết nhớ dùng Xuân Tuyết cô đưa của mình như vậy? Cảm ơn nhé. Cái thằng Hồ Dương Lâm kia đuổi theo Sa Ma Tử làm gì không biết, sức mình thế nào không biết sao. Bây giờ Hồ Dương Lâm sống chết không rõ, bác trai bác gái vẫn đang sốt ruột vô cùng. Cô thấy đúng không? Đúng vậy. Sáng nay lúc đi qua nhà họ, tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét. Không được, tôi phải đi xem sao. Ngựa con, anh chờ đã, tôi đi nữa. Bác trai, bác gái, bà dịu dỏ, đó đó của nương ngồi đi. Bác trai à, bác đừng có lo nữa. Bọn cháu đang xử lý chuyện của Hồ Dương Lâm rồi, sẽ có tin tức nhanh thôi. Đó đó cô nương, cô nghĩ tôi không nóng ruột được sao? Tôi khó khăn lắm mới có một mụn con trai, bây giờ nó lại sống chết không rõ như vậy. Cả đêm tôi không có ngủ được đấy. Bác trai, theo như chúng tôi suy đoán, Hồ Dương Lâm có thể đang ở trên núi Bạch Lang. Núi Bạch Lang? Trong tay Sa Ma Tử. Lâm Nhi và tôi mà đang ở núi Bạch Lang thật, thì mọi người mau nghĩ cách cứu nó đi. Bác trai yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ cứu Hồ Dương Lâm. Đúng vậy, chỉ chờ lệnh của trung đoàn trưởng, chúng cháu lập tức đi cứu Hồ Dương Lâm và Xuân Tuyết. Lâm Nhi và Xuân Tuyết cùng mất tích một lúc, thực sự là quá trùng hợp. Lẽ nào chúng bỏ trốn sao? Không thể nào, Xuân Tuyết sẽ không làm việc như vậy đâu. Bác trai đừng suy nghĩ nhiều quá. Mã Diệu Võ, cậu vì Xuân Tuyết mà đối đầu với Lâm Nhi nhà chúng tôi. Hôm nay cậu đến đây để chia cười chúng tôi sao? Bác trai bác nặng lời rồi. Dù Mã Diệu Võ cháu có không ưa Hồ Dương Lâm đến mức nào, thì vào thời điểm này cháu lại làm ra chuyện như vậy được sao? Lão Hồ, ông nhớ con trai phát điên rồi sao? Nói gì vậy? Diệu Võ, cháu đừng có giận bác trai nhé. Không sao đâu bác gái, cháu hiểu được nỗi lo của bác trai. Tôi muốn gặp Tần Xuân Tuyết. Cho tôi gặp Tần Xuân Tuyết. Tôi phải gặp Tần Xuân Tuyết. Hét cái gì? Ồn chết đi được. La hét ổn tỏi. Tôi muốn gặp Tần Xuân Tuyết. Tôi muốn gặp Tần Xuân Tuyết. Tôi muốn gặp Tần Xuân Tuyết. Si tình quá nhỉ. Chứ tới nơi còn không quên phụ nữ. Anh mau cho tôi gặp Tần Xuân Tuyết. Nếu không tôi sẽ la hét cả ngày. Hét đi, hét đi. Dọa ai đây? Có giỏi thì đừng có ngừng. Không có ai quan tâm đâu. Tôi muốn gặp Tần Xuân Tuyết. Tôi muốn gặp Tần Xuân Tuyết. Tôi muốn gặp Tần Xuân Tuyết. Dừng. Đừng hét nữa, ồn chết đi được. Anh chờ đấy, tôi đi hỏi xem sao. Đợi một lát. Đông Mai, cô thấy phong cảnh ở trên núi thế nào? Hôm nay anh gọi tôi đến đây để ngắm cảnh thôi sao? Chẳng lẽ cảnh đẹp ở đây không đáng để cô thưởng thức sao? Nếu là như vậy thì anh tự mình mà ngắm đi. Đông Mai, anh làm gì vậy? Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã thích cô rồi. Bỏ tay ra, tôi là con dâu của Sa Ma Tử đấy. Anh mà làm như vậy, ông ấy sẽ giết chết anh. Đông Mai, tôi không quan tâm. Buông ra, Đông Mai ở bên tôi đi. Chúng ta cao chạy xa bay. Đông Mai, buông ra. Anh đúng là vô sĩ, mau cúp đi. Anh không cúp đi thì bây giờ tôi sẽ nhảy xuống từ chỗ này đấy. Đông Mai đừng, tôi đi. Cô đừng nhảy, tôi đi. Tôi sẽ đi. Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân à, sao vậy? Em rể Hồ Dương Lâm của cô, họ hét ôm sầm, khóc lóc đòi gặp em gái Tần Xuân Tuyết của cô. Cứ để anh ta kêu, mặc kệ vậy sao? Anh ta đã hét suốt 2 tiếng rồi. Tôi sợ anh ta cứ như vậy, cổ họng cũng sẽ toi luôn. Đến lúc đó làm sao thẩm vấn được nữa. Cô thấy sao? Xuân Tuyết,
vẫn đang giận chị cả sao? Chị xin lỗi, chị không nổi giận với em nữa. Em đừng giận chị được không? Chị cả à, em hiểu mà. Em sẽ không giận chị đâu. Vậy thì tốt. Chị làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm. Không sao, chắc do trên núi gió to quá. Xuân Tuyết à, Hồ Dương Lâm. Hồ Dương Lâm sao rồi? Chị còn chưa nói xong em căng thẳng gì vậy? Chị nói đi. Cậu ta muốn gặp em. Muốn gặp em. Bây giờ anh ấy sao rồi? Ngô Thành Công có đánh anh ấy không? Em đừng nhắc Ngô Thành Công. Anh ta ức hiếp chị sao? Sao anh ta lại ức hiếp chị được? Chị cả, rốt cuộc chị có thể cứu Hồ Dương Lâm không? Em thực sự không mong anh ấy bị sa ma tử giết đâu. Tuy chị hận Quân Giải Phóng, nhưng dù sao Hồ Dương Lâm cũng đã từng bái đường với em. Theo lý thì chị nên cứu cậu ta, nhưng mà năng lực của chị cũng chỉ có hạn mà thôi. Mong em có thể hiểu được cho chị. Em hiểu. Em biết chị cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà cũng lực bất tòng tâm. Xuân Tuyết, em mau đi gặp cậu ta đi. Nếu cậu ta không đầu hàng, e rằng không còn cơ hội nữa đâu. Nói xong thì mau ra đây. Anh Dương Lâm. Xuân Tuyết. Anh Dương Lâm. Anh Dương Lâm, sao họ đánh anh tới mức này? Xuân Tuyết, anh không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Chúng không làm gì em chứ? Không đâu, em lên núi để chăm sóc cho chị cả. Chờ chị cả khỏe lại, họ lại đưa em xuống núi. Em nhớ kỹ, tuyệt đối không được tin lời sa ma tử. Mau nghĩ cách với chị em xuống núi đi. Em biết. Anh Dương Lâm, anh bị họ bắt lên đây, chắc chắn anh Diệu Võ sẽ lo lắng lắm. Đã lúc này rồi, em còn nhắc mãi Diệu Võ với anh. Thực ra nhắc hay không cũng chẳng sao. Tuy ngoài miệng em nói không lấy ai, nhưng anh biết rõ người em muốn lấy là anh ta. Xin lỗi anh. Không việc gì phải xin lỗi cả. Xuân Tuyết, thực ra trong lòng của anh, em vẫn luôn là con dâu của nhà họ Hồ. Xuân Tuyết, Nếu anh không thể sống sót xuống núi, anh muốn nhờ em một việc. Anh Dương Lâm, anh sẽ không sao đâu. Để em đi xin chị cả, đi xin sa ma tử. Vô ích thôi, chúng không tha cho anh đâu. Xuân Tuyết, em hứa với anh, anh chết rồi, nếu em có thể xuống núi, hãy thay anh chăm sóc cha mẹ anh. Họ nuôi anh lớn từng ngày vô cùng cực khổ. Dù em không thừa nhận mình là con dâu của nhà họ Hồ, thì em hãy đối đãi với họ như con gái ruột. Anh đừng nói vậy mà, em nhất định sẽ cứu anh ra. Xuân Tuyết, thực ra người anh không yên tâm nhất chính là em. Sau khi anh chết, nếu em có thể xuống núi thì sẽ được sống cuộc sống mà em thực sự muốn. Bây giờ em đi xin chị cả. Dù thế nào, chị ấy cũng đang mang cốt nhục của nhà họ Sa. Xuân Tuyết, Xuân Tuyết, chị cả của em đến gặp anh rồi. Cô ấy muốn anh đầu hàng sa mã tử. Chỉ có như vậy ông ta mới thả em xuống núi. Sao chị có thể nói như vậy? Đúng vậy Xuân Tuyết, anh cho em xem cái này. Em còn nhớ nó không? Nhớ chứ. Anh vẫn luôn mang nó theo bên mình. Khi nào xuống mồ, anh muốn có nó bầu bạn, để nó trở thành nỗi nhớ duy nhất về em. Anh Dương Lâm, anh đừng nói nữa. Xuân Tuyết,
Em nghe anh nói, anh vẫn có chuyện muốn hỏi em. Em nhất định phải nói thật cho anh biết. Chuyện Bảy Hàn nhà họ Tần, suốt cuộc có phải là em đã tiết lộ việc này không? Không phải. Không phải em. Xuân Tuyết, anh sắp chết rồi, em còn không chịu nói thật sao? Em thực sự không lừa anh mà. Được rồi, mau ra ngoài đi. Đi. Anh Dương Lâm, tin em đi. Em nhất định sẽ cứu anh. Đi, em nhất định sẽ cứu anh. Xuân Tuyết, hãy chăm sóc tốt cho mình.